Phương Quang Long vừa qua đời tại New York, Mỹ vào khuya ngày 28 tháng 12 theo giờ địa phương, hưởng dương 41 tuổi. Ca sĩ Nhật Tinh Anh, Quách Tuấn Du, Ung Hoàng Phúc đều rất sốc và bàng hoàng khi xác nhận tin này với báo chí. Chia sẻ với báo chí, Ung Hoàng Phúc cho biết: "Tôi đang rất buồn và sốc, tôi không thể tin được, nhưng chuyện lại là sự thật. Tôi còn giữ liên lạc với vợ cũ của anh Long nên gọi hỏi và được xác nhận là anh ấy đã mất." Ca sĩ Quách Tuấn Du cũng cho biết anh và Phương Quang Long là bạn thân vì cùng quê ở Đồng Tháp, thường lưu duyễn nước ngoài cùng nhau. Cả hai còn hẹn nhau cuối năm sẽ đi làm thiện nguyện chung khi nam ca sĩ về Việt Nam. "Này hay tin bạn mất, Quách Tuấn Du khóc nấc tiếc thương bạn và báo tin đến bạn bè." Ca sĩ Ung Hoàng Phúc nói thêm: "Tôi và anh Long vẫn giữ liên lạc qua mạng. Lâu nay anh Long sống một mình ở Mỹ, không có gia đình bên cạnh mà chỉ có bạn bè ở Mỹ thôi. Hiện tại ai cũng rất hoang mang, bối rối, đang tính cách đưa anh ấy về Việt Nam hay như thế nào đó", Ung Hoàng Phúc nói thêm. Trên trang cá nhân, ca sĩ Lâm Chấn Huy còn viết: "Em đau quá anh ơi, anh đi rồi sao? Em không tin, em không muốn tin." Nam ca sĩ cho biết Vương Quang Long vẫn luôn ở trong trái tim anh, không bao giờ rời xa gia đình và đồng nghiệp. Còn Cẩm Ly là bạn diễn thân thiết của cựu thành viên 1088. Cô chia sẻ hình ảnh cũ của hai người và bày tỏ cảm xúc: "Long ơi, thật không thể tin nổi." Đan Trường viết: "Yên nghỉ em nhé, em là một trong những ca sĩ lịch sử nhất anh từng gặp." Vương Quang Long tên thật là Lê Quang Hiển, anh sinh năm 1979 tại Sa Đéc, Đồng Tháp. Anh nổi tiếng với vai trò thành viên của nhóm 1088, các thành viên Điền Thái Toàn, Nhật Tinh Anh, Nhất Thiên Bảo, Ưng Hoàng Phúc. Trong thập niên 2000, 1088 là nhóm nhạc nam nổi tiếng bậc nhất V-pop với nhiều ca khúc nổi tiếng. Sau khi 1088 tan rã, các thành viên ít có dịp tái hợp trên sân khấu. Ngoài đời, mỗi người cũng lo cho cuộc sống riêng của mình, thỉnh thoảng có gặp gỡ. Vương Quang Long và Ưng Hoàng Phúc từng tái hợp trên một vài sân khấu ở Hà Nội, Sài Gòn và hải ngoại. Các ca khúc được yêu thích của Vương Quang Long bao gồm Phúc Biệt Đi và Nợ Duyên, Hát Cùng Cẩm Ly, Khóc Tình, Tình Xa Khơi, Về Đi Em, Mưa Xuân, Tình Như Chiếc Lá. Sau khi tách nhóm, Vương Quang Long hoạt động solo một thời gian rồi sang Mỹ sinh sống. Trong thời gian hoạt động solo ở Việt Nam, Vương Quang Long thuộc nhóm nghệ sĩ hoạt động nổi bật tại các tỉnh miền Tây. Vào năm 2002, Vương Quang Long từng kết hôn với bạn gái lâu năm. Thế nhưng cuộc hôn nhân sau đó đã đứt đoạn vì không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống. Sau khi độc thân cũng như tập trung phát triển sự nghiệp, Vương Quang Long tình cờ chạm mặt một cô gái xinh đẹp tên là Linh Lan, cùng quê với anh. Mối quan hệ phát triển âm thầm và bén duyên nhau. Năm 2016, Vương Quang Long và Linh Lan tổ chức đám cưới một cách kín đáo. Và khi về chung nhà, nam ca sĩ vẫn quyết định giấu kín bà xã với truyền thông. Hồi tháng 9 năm 2017, Vương Quang Long cùng Linh Lan xuất hiện trên một game show. Sau khi quyết định cho bà xã lộ diện, Vương Quang Long thoải mái chia sẻ những thông tin, hình ảnh bạn đời của mình hơn. Bà xã Vương Quang Long là một người xinh đẹp, dịu dàng. Cả hai đã có với nhau một nhóc tỳ kháu khỉnh. Cả gia đình Vương Quang Long từng xuất hiện tại đám cưới Ung Hoàng Phúc cách đây một năm. Hiện vợ anh đang tính đến chuyện đưa thi thể chồng về Việt Nam.